Kinh văn. Do thử kế độ kiểu loạn hư vô, đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh, thị tác danh vi đệ ngũ ngoại đạo, tứ điên đảo tánh bất tử kiểu loạn biến kế hư luận. Việt dịch: Do chấp trước cản loạn dũng không này, người ấy rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Đây là tả thuyết ngoại đạo thứ năm lập bốn luận thuyết hư vọng, điên đảo biến kế cản loạn bất tử. Giảng do chấp trước, trước vào bốn lý thuyết càn loạn rỗng không này, lý thuyết của anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Những điều anh ta nói là không thể nào có được đều là một thứ lý thuyết vô lý, do đó người ấy rơi vào ngoại đạo. Tại sao lại gọi là tà thuyết ngoại đạo? Vì đạo lý không chân chính. Tri kiến của anh ta đều lầm lạc nên những nguyên lý anh ta đưa ra không được chính xác, không đạt được chỗ rốt ráo của hiện tượng mê mờ tánh bồ đề anh ta hoàn toàn không biết con đường dẫn đến giác ngộ anh ta không được ánh sáng giác ngộ chân chính soi sáng đây là tả thuyết ngoại đạo thứ năm lập bốn luận thuyết hư vọng điên đảo biến kế cản loạn bất tử trong lý luận thứ nhất anh ta nói mình vừa sống vừa chết cả có cả không cả tăng cả giảm trong lý thuyết thứ hai anh ta trả lời các câu hỏi chỉ bằng một chữ không nói không 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 suốt ngày và không nói một chữ nào khác bất luận người ta hỏi điều gì anh ta chỉ đáp một chữ không nếu quý vị có hỏi trăm ngàn câu chỉ nhận được rất nhiều lời đáp không trong trường hợp thứ ba anh ta chỉ đáp một tiếng có nếu như quý vị hỏi tôi làm giặc được không anh ta liền đáp có hỏi tôi thọ giới được không đáp có hỏi ăn phân người được không đáp có hỏi uống nước tiểu được chăng đáp có hỏi ông có chết không đáp có hỏi ông có còn tiếp tục sống trên thế gian này không đáp có bất luận các ông hỏi điều gì anh ta đều đáp có dù ngàn vạn lần hỏi cũng chẳng có lời đáp nào khác ngoài chữ có. Chữ có của anh ta biểu thị cho sự tồn tại, mọi vật đều hiện hữu đều là có. Trong trường hợp thứ tư là trường hợp đang đề cập hôm nay, anh ta nói rằng cái có bao hàm cái không, nhưng cái không lại không bao hàm cái có rốt cục đó là loại lý luận gì? đó là loại lý thuyết mà anh ta đã dãi bày bốn loại lý luận căn cứ vào sự cản loạn bất tử. đó là lý luận không mạch lạc và chẳng sáng suốt tí nào. đó hoàn toàn là những suy luận hư vọng không thực. trước đây tôi đã giảng về tam tánh tánh biến kế chấp tánh y tha khởi tánh viên thành thật không biết quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của ba tánh này chưa tánh biến kế chấp là gì giả sử như các ông thấy một sợi dây thừng nằm trên đường vào một đêm không có trăng quý vị có thể nghĩ ồ có lẽ là rắn đó là biến kế chấp đó chỉ là một sợi dây thừng mà quý vị khởi lên một nhận định sai lạc đó là con rắn, giả như khi quý vị thấy bóng cây trong đêm trăng, quý vị sẽ nghĩ ồ có lẽ là ma rồi phát sợ. Có khi trong đêm quý vị thấy một con chó và nghĩ ồ đó là chó sói hay cọp, đó là sự sinh khởi của tánh biến kế chấp, khi quý vị nhìn kỹ, thấy nó chỉ là con chó, chẳng phải là sói, chẳng phải là cọp đây gọi là tánh y tha khởi, nương vào con chó, tánh biến kế chấp của quý vị sinh khởi và hoạt động, nó thực sự chỉ là con chó, con chó là gì là một xúc vật, bởi vì quý vị có sẵn tánh biến kế chấp nên lầm chó với chó sói với cọp hay lầm một sinh vật nào khác, hoàn toàn tương tự như khi ban đêm quý vị nhìn một bóng cây dưới trăng, quý vị tưởng rằng sợi dây thừng kia là con rắn, nhưng khi quý vị nhìn kỹ thì nó chỉ là sợi dây thừng sợi dây được gọi là tánh y tha khởi. Tánh y tha khởi là gì? Sợi dây thừng làm bằng gì? Nó làm bằng sợi gai. Sợi gai được gọi là tánh viên thành thật. Sợi gai có thể làm thành dây thừng. Đó là y tha khởi. Nương nơi tánh viên thành thật mà tánh y tha khởi phát sinh. Nên khi quý vị không quan sát hiện tượng một cách kỹ lưỡng, thì tánh biến kế chấp sinh khởi. Tà thuyết ngoại đạo cũng tương tự như vậy, những gì họ nói không phải là những gì thực sự biểu hiện của vạn vật, họ phát khởi những tà thuyết này là hoàn toàn dựa vào biến kế chấp